Khác với trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Lào, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho ra sân đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại, trong đó có sự trở lại của tiền vệ Quang Hải ngay từ đầu. Cầu thủ mang áo số 19 như thường lệ vẫn cho thấy vai trò trung tâm trong các đợt lên bóng và một trong số đó đã trở thành bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Phút 32, Quang Hải với cái chân trái cực khéo của mình đã có pha dứt điểm mạnh, găm thẳng bóng vào lưới của đội tuyển Malaysia. Không dừng lại ở đó, Quang Hải tiếp tục thể hiện cảm giác bóng đầy tinh tế khi có pha đánh gót điều nghệ để Công Phượng thoát xuống, xử lý và nâng tỷ số lên 2-0. Đáng chú ý khi đây đã là bàn thắng thứ 5 của Công Phượng vào lưới đối thủ này sau 10 lần gặp nhau ở các cấp độ. Không chỉ có các nhân tố trên hàng công, các ngôi sao nơi hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam cũng có một màn trình diễn thăng hoa. Tuấn Anh giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, còn Quang Hải và Hoàng Đức tự thưởng cho mình mỗi người một pha lập công, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0 đầy xứng đáng. Như vậy, đã có 3 đội tuyển cùng có được 6 điểm là đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Indonesia và đội tuyển Malaysia. Đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ 2 do kém hơn về hiệu số so với đội tuyển Indonesia. Ở bảng đấu này, đội tuyển Campuchia và đội tuyển Lào vẫn chưa có được điểm số nào nên lần lượt xếp ở hai vị trí cuối bảng B.